nó gọi là tan nát đời hoa đó. Đây cho coi luôn, giá thì cũng bằng nha mọi người, người thật việc thật luôn. Ngày xưa là nó vậy rồi, giờ nó vậy đó, ngày xưa là nó vậy đó, bây giờ là nó vậy. Chứng minh một điều đó là case càng bởi càng hư, càng bấy nhè như thế này càng có nhiều show. Thảo không nha, cái này đi có 4-5 lần thôi. Ủa vậy luôn hả? Tại vậy luôn hả? Quay chưa sao em thấy góc méo vậy? Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ review cái bộ mic của Smallric. Nó có tên là Forevala. Đây là cái bộ wireless mic đầu tiên mà công ty Smallric họ sản xuất ra. Nhưng video ngày hôm nay không được tài trợ bởi Smallric, chỉ là những cái trải nghiệm của mình với cái bộ mic này sau khi sản xuất một cái bộ hên ra mắt sản phẩm cho họ. Và video ngày hôm nay được tài trợ bởi mắt kính Mac News. Hello mọi người, và ngày hôm nay thì Vinh sẽ chia sẻ cho mọi người là hai cái thùng Team 3M đi làm xuyên bang, và hai cái thùng này rất là quan trọng bảo vệ đồ nghề của các bạn. Thì đây là cái silicon case. Mình mua cái này lâu lắm rồi, 6 năm rồi nha mọi người. Chạy rất là nhiều nhưng mà nó rất là bền, và thứ nhất á là nó chống vô nước. Thứ hai nữa là nó rất là cứng cáp để bảo vệ những cái đồ thiết bị như là máy móc bên trong nè. Nó không có bị va đập khi mà ship máy bay hoặc là đi cargo đồ này nọ. Nó khóa thì vô này rất là chặt luôn nè. Và đặc biệt thêm nữa đó là chính là lifetime warranty. Lifetime warranty là ví dụ như cái này nó bị hư đi, hoặc là cái bánh xe nó bị hư á, thì có thể gửi thẳng lên Pelican mà họ sẽ gửi lại cho bạn cái mới, hoặc là có thể sửa cho các bạn tùy theo cái mức độ hư của mình. Cái case thứ hai, cái case này là Pelican Air. Cái này á thường thì tụi Vinh sẽ đựng như là những cái tripod nè, những cái chân đèn và những cái bộ đèn ở trong này. Ngoài ra thì có máy in, và tại vì tụi Vinh có một cái dịch vụ là in hình tại chỗ cho cô dâu chú rể luôn. Cái sự khác biệt giữa Pelican Air và cái Pelican thường này á, cái case này rất là nhẹ so với cái case này. 374 đồng, thùng không là 259. Hồi đó Vinh mua cái Pelican case này á, mọi người, là 319 đồng, 320 là không có foam, là bên trong nó không có gì hết. Thì thật sự ra mà nói cái foam á, Vinh không có đề nghị là xài cái foam đâu, tại vì hồi đó Vinh mua cái case này á là có foam ở trong, nhưng mà xài đường thời gian là cái foam nó bị rách tùm lum tà la hết. Thì Vinh đề nghị là mọi người mua cái này nè, mua có cái divider, nó gọi là divider. Nó mắc tiền hơn chút xíu nhưng mà mình có thể customize nó được. Cái này là 1610, còn cái loại này là Pelican Air 1615. Thì cái size nó sẽ khác nhau chứ, tại vì cái này dài hơn để đựng tripod nè, hoặc là chân đèn, light stand. Còn cái này thì Vinh cần cái hình vuông để mà đựng máy móc cho nó solid, cho nó cứng hơn chút xíu. Và đặc biệt cái này á, Vinh thích thêm một cái nữa mọi người, đó chính là cái mở nè. Mọi người chỉ cần ấn cái nút này thôi, mở lên nó rất là nhẹ luôn, nó rất là nhẹ nhàng luôn á đó. Đó, và đóng lại nó cũng rất là nhẹ nhàng mọi người thấy không. Mình chỉ cần đụng chút xíu thôi là nó tự nó vô. Còn thằng này á thì nó khó hơn chút xíu. Thằng này thì phải ấn vô rất là mạnh đó, mở ra thì nó cũng rất là cứng. Và đây thêm một cái mà Vinh muốn chia sẻ mọi người thêm nữa, đó chính là cái case Nanut này. Thì cái hãng Nanut này nó cũng mới ra thôi. Cái này á, tụi Vinh dùng để đựng những cái tripod bự. Thật sự ra mà nói, đa số người ta sẽ dùng cái này để đựng súng ống đồ này nọ khi mà đi bay đó. Rất là ít người biết sử dụng cái case này để mà đựng cho quay phim và chụp hình. Phải nghiên cứu cái size của cái tripod nè, cái size của cái chân đèn là bao nhiêu nè, để khi mà mình bỏ vào đây mà thấy không, rất là vừa luôn. Thì cái hiệu này mới ra nhưng mà chất liệu rất là tốt và cực kỳ bền. Mở ra cũng dễ mà bỏ vô cũng dễ nữa. Có luôn ổ khóa TSA approval. Khi mà mình đi sân bay đó, cảnh sát an ninh sân bay đó, người ta có thể có chìa khóa dành riêng cho những cái này. Bỏ vô và mở ra xem bên trong nó có gì thôi. Cái hãng này là ở Canada, và đẩy nó cũng rất là nhẹ nhàng. Lifetime warranty luôn mọi người, hư cái gì đem gửi lên đó. Tụi Vinh còn cái mạc luôn, mới đi về luôn nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại những trải nghiệm của mình với cái bộ mic Forevala đến từ công ty Smallric. Khi mua sản phẩm các bạn sẽ nhận được một cái case như thế này. Bên trong chúng ta sẽ có hai cục transmitter và một cục receiver. Chất lượng âm thanh thì từ đầu video đến giờ các bạn chắc cũng đã nghe rồi, rất là crispy, rõ và đầy đủ bass. Qua những trải nghiệm, những lần sử dụng cái bộ mic này, mình đánh giá cao về chất lượng âm thanh. Kết nối giữa cục transmitter với cục receiver cũng khá tốt và ổn định. Cự ly kết nối lên đến cả 100m, và chưa bao giờ mình đi xa cái camera hơn cả 100m. Cho nên không quá lo. Với cục transmitter mình đang kẹp trực tiếp ở trên phần áo, gắn thêm bông lọc gió để đảm bảo được là khi chúng ta quay ngoài trời với những cái khu vực nhiều gió như phía sau nhà của mình, thì
cái phần âm thanh sẽ không có cái tiếng u. Có một điểm mình nhận thấy, vị trí cục 500 khi mà hít vào cái phần kẹp phía sau lưng cục transmitter, nó nằm thấp ở phía dưới, cho nên khi mà mình hít vào áo thì nó sẽ lật ngược ra phía trước. Ngoài ra, đối với cái phần case trong phiên bản tiếp theo, Small Rig nên bỏ thêm pin dự phòng vào trong đó, để trong những trường hợp mà chúng ta quay outdoor cả ngày hay là chúng ta không có cơ hội để mà tiếp xúc với các ổ điện, cái case sẽ sạc trực tiếp cho chúng ta thêm một lần backup hay là hai lần backup nữa. Thì cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là tiền nào của đó. Ở trong cái mảng chụp ảnh quay phim, khi các bạn biết tự định giá sản phẩm của mình, chất lượng hình ảnh như thế nào, và những cái thiết bị, những cái sản phẩm, những cái đồ nghề mà các bạn sử dụng cho cái trip đó hay là cho cái project, cho cái dự án đó, thì các bạn cũng phải bỏ vào trong cái gói, cái service, cái package của mình, để mà mình biết được mình báo giá với khách. Các bạn sẽ không muốn bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, mà làm cống hiến tất cả mọi thứ rồi khách trả cho các bạn vài triệu bạc lẻ, nó sẽ làm mất đi cái giá trị. Vậy hai cái từ đó là nghệ thuật. Mình highly recommend các bạn, nếu các bạn là những người destination wedding photographer hay là videographer thường xuyên di chuyển những cái nơi xa để đi làm job á, thì nên sử dụng những cái case này để nó đảm bảo được là thiết bị đồ nghề của các bạn nó sẽ an toàn, rất là cứng cáp. Camera các bạn bỏ mấy ngàn đô, có thể lên đến vài chục ngàn đô ra, thì các bạn sẽ không muốn bỏ vào những cái case rẻ tiền. Đặc biệt là khi các bạn bay, các nhân viên ở sân bay sẽ thường xuyên quăng các hành lý ký gửi của các bạn, và các bạn không muốn thấy cái cảnh là người ta quăng nguyên một cái camera của các bạn hay là nguyên một cái bộ đèn mấy chục triệu của các bạn, thì nó rất là xót. Ngoài ra, trong những điều kiện thời tiết mưa nè, nắng nôi nè, bụi bặm sa mạc chẳng hạn, thì những case này sẽ đảm bảo được là thiết bị của các bạn không bị ướt và không bị hút bụi khi nó nằm ở bên trong cái case và được khóa lại rất là an toàn. Dung lượng pin 8 tiếng đủ cho mình quay một cái tập vlog cả ngày mà không sợ bị hết pin. Cái case này chỉ là một cái case sạc thôi, chứ nó không có pin dự phòng ở trong đó. Phía sau lưng cái case chúng ta sẽ có một sợi USB trực tiếp vào cái case luôn, và các bạn sẽ cắm cái đầu USB Type A này vào bất cứ một con cốc sạc nào đó để mà sạc bộ thiết bị sản phẩm. Hoặc là phía cạnh bên đây chúng ta sẽ có một cổng USB Type C. Thời gian sạc của nó thì khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng gì đó, mình không nhớ rõ. Nhưng mà thường là khi mình đi làm về, mình sẽ cắm những cái thiết bị để sạc đến sáng, chỉ cần bóc đi thôi. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, các bạn sẽ nhận được hai cục bông lọc gió như thế này để các bạn có thể cắm vào cục transmitter. Ở trên cục receiver, chúng ta sẽ có hai cái nút vặn để điều chỉnh level cho từng cục transmitter A hoặc là B. Bấm vào cái nút ở bên phải để chuyển từ chế độ mono sang stereo. Stereo có nghĩa là cái cục A nó sẽ cho ra cái âm thanh ở phía bên trái của cái speaker, và cái cục B sẽ thu âm thanh ở phía bên phải và boom ra ở speaker. Một cái điểm mà mình thấy là phiên bản tiếp theo Small Rig có thể làm tốt hơn, đó là khi mà chúng ta lấy thiết bị ra khỏi cái hộp thì nó nên tự động mở lên, chứ các bạn không cần phải ấn và giữ khoảng 2 giây thì nó mới mở lên giống như thế này đâu. Phía trên đây chúng ta sẽ có một cái màn hình LED để hiển thị cho các bạn biết là cái cục transmitter có đang kết nối với cục receiver hay không, và thông báo được là cục này là cục A hay là cục B. Bên cạnh phải chúng ta sẽ có một cái nút on off. Ở phía dưới là một cái nút locate. Trong những trường hợp mà các bạn quay outdoor, tạp âm nó hơi nhiều thì hãy bấm vào đây để mà cắt bớt. Chúng ta có hai cục transmitter đúng không? Khi các bạn muốn mute, tắt một cái thì các bạn không cần phải tắt hẳn thiết bị đi. Các bạn chỉ cần bấm cái nút power một lần thì nó sẽ mute giống như thế này. Rồi, trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cả hai cục cùng một lúc, nó có bị distract hay không, nó có bị tạo ra những cái tiếng mà các bạn thường hay nghe khi mà chúng ta để cái microphone gần với lại speaker hay không. Hello, 1, 2, 3, 4, test, test. Hồi trưa này anh Hoàng ăn cơm với gì ạ? Anh ăn cơm ba chỉ. Cơm ba chỉ. Tôm rim với canh chua, hơi không được ngon lắm. Anyway, thì đó là cái bài test của mình khi sử dụng cả hai thiết bị cùng một lúc và đang ở chế độ mono. Và ngay bây giờ mình sẽ nhờ anh Vinh bấm vào cái nút power để chuyển qua chế độ stereo. Cuối tuần này anh em mình đi show đâu anh Hoàng? Houston. Mai mấy giờ gặp ta? 3 rưỡi. 3 rưỡi. Home Depot đúng không? Đậu cây xăng cho Home Depot. Dạ, không đậu, lần này không đậu cây xăng nữa, sợ nó bị đốt xe. Và đó là ở chế độ stereo. Phía sau lưng hai cục transmitter sẽ là cái kẹp để các bạn kẹp vào áo giống như thế này. Hoặc là khi mua sản phẩm, công ty sẽ gửi cho các bạn hai cục 500 tròn. Các bạn có thể lồng phía sau áo và hít cái cục transmitter này vào đây thay vì sử dụng cái kẹp.
hoặc hít nó vào ở bất cứ một cái vị trí nào mà các bạn muốn giấu cái mic đi, thì cái tính năng đó khá là tiện. Bởi vì đối với những cái setup như thế này nè, các bạn thấy là mình kẹp cái mic trực tiếp lên trên cổ áo thì nó sẽ trì cái cổ áo của mình xuống. Thứ nhất, giãn hư áo hết áo, mua mắc tiền lắm. Thứ hai là nhìn cái setup, nhìn talent chủ thể của chúng ta, cả cái cục bông lọc gió phía dưới cổ như thế này nhìn nó rất là weird và nó hơi kỳ cục chút xíu. Cho nên tính năng hít 500 lên trên phần ngực áo nó sẽ tốt hơn, ổn định hơn. Về phần thiết kế thì cái cục mic này cùng kích thước với lại cái case của cái AirPods, độ dày của nó thì mỏng hơn một chút xíu. Đối với mình thì nó không quá to, thì tổng thể cái case nó cũng cầm vừa tay thôi. Small Rig là một trong số những công ty mà mình luôn highly recommend và đánh giá cao cái build quality của họ. Mặc dù toàn bộ thiết bị được làm bằng nhựa, cả cái case cũng được làm bằng nhựa nữa, nhưng nhựa này khá là chắc chắn, mở ra mở vô không có bị kêu ót ét. Với cái mức giá là khoảng 199 đô, mình chấm nó ở cái mức khoảng 7/10 điểm. Các bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm ở cái đường link phía dưới phần mô tả. Lái xe vào cái nắng 4 giờ chiều rọi thẳng vào mắt, nó rất rất là buồn ngủ và khó chịu, cực kỳ dễ xảy ra tai nạn. Và đó là lý do video ngày hôm nay chúng ta có nhà tài trợ đến từ News. Chút xíu nữa mình sẽ nói nhiều hơn về News. Còn bây giờ thì sẽ unbox, ngày nào cũng có đồ hết. Zero F38 Travel Tripod hoàn toàn mới, đến từ công ty Ulanzi hợp tác cùng Coleman. Thì đây là một cái hệ thống tripod hoàn toàn mới, chuyên dùng cho các bạn hay đi travel hay đi máy bay. Cực kỳ nhỏ, nhẹ, làm từ carbon fiber. Một video khác để review về chiếc tripod đó. Chúng ta bây giờ sẽ nói về News Optics, là một hãng thời trang về mặt kính, kính mát, kính cận, kính UV hay là kính blue light. Thì cái phiên bản mà họ gửi cho mình ở đây đang có đó là Dino Sunglass, và ngoài ra họ còn gửi cho mình một cái blue light. Thì bởi vì họ biết là mình hay ngồi máy tính để làm việc cho nên gửi thêm một phiên bản blue light. Ngồi trước cái màn hình các bạn thường hấp thụ rất là nhiều cái blue light, nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu. Lâu dài các bạn sẽ bị cận nè, các bạn sẽ bị bờ mắt nè, hay là khả năng nhận diện màu sắc của mắt cũng sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Nói về thiết kế của News thì họ đánh vào tâm lý đó là những người hay đi du lịch, đi travel và không muốn mang quá nhiều thiết bị. Giống như mình là một người cực kỳ tối giản, minimalism, rất là thích những cái sự nhỏ gọn nhẹ. Thì chiếc kính Dino mà mình đang có ở đây với thiết kế cực kỳ đơn giản nhưng không hề thiếu đi cái chất fashion ở trong đó, vẫn hợp thời trang, hợp mode. Phần gọng kính được làm rất là mỏng và chất liệu làm ra chiếc kính này cực kỳ flexible, sẽ rất là khó gãy. Trọng lượng chỉ có 12g thôi. Phần kính có thêm một cái hiệu ứng gọi là polarized. Nếu các bạn là photographer thì polarized filter không quá xa lạ với chúng ta. Nó có chức năng cắt và chặn bớt đi những cái tia sáng chiếu trực tiếp vào mắt. Ví dụ trong trường hợp mình đang lái xe ngược với lại cái hướng mặt trời, đó gọi là UV light. Những tia nắng đó cũng rất là có hại cho cả da và đặc biệt là cho mắt của chúng ta nếu phải nhìn trực tiếp quá lâu. Khi vào website các bạn sẽ tìm được rất là nhiều kiểu dáng khác nhau, hợp mood, hợp fashion và hợp với từng gương mặt khác nhau. Đường link sản phẩm mình sẽ để phía dưới phần description, hãy bấm vào đó tìm hiểu nhiều hơn về News Optics nha. Và cảm ơn công ty đã tài trợ cho video ngày hôm nay. Subscribe, đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video như thế này nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Ồ, đúng nghe cái tiếng tắt của Windows.